Mình bắt đầu nghiện từ năm 2017. Cái mức độ nghiện của mình rất là cao. Không nghỉ một ngày nào, kể cả những ngày thứ bảy, chủ nhật, kể cả những ngày lễ, kể cả khi mà mình ra sân bay, có mình có lịch bay đi công tác vào buổi tối thì nó là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của Linh. Cái sự yêu thích, một niềm đam mê và một thói quen trong cuộc sống của Linh. Một tháng đầu rất là kinh khủng, khoảng 4-5 tháng thì mình không uống một ly trà sữa nào. Thực sự là một tuần đầu tiên rất muốn bỏ cuộc. Strong mind, stronger. Khi mà mày có những cái ý chí mạnh mẽ trong đầu thì mày sẽ là một cô gái mạnh mẽ. Và quả thật là khi mình có niềm tin vào bản thân mình, niềm tin mình sẽ làm được thì tất cả mọi việc mình sẽ làm được. Tự nhìn vào gương mà thấy bản thân mình ngày càng đẹp hơn, hoàn hảo hơn, hình thể của mình săn chắc hơn, sức khỏe dẻo dai hơn và cái vóc dáng của mình cân đối hơn. Đó chính là những lúc mình nhận ra mình đang đi theo con đường đúng đắn. Mình nghiện gym.